Hãy chào các em học sinh khối 8 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Ở tiết học trước, các em đã được tìm hiểu một đoạn trích rất hay, đó là đánh nhau với cối xay gió của nhà văn Cervantes. Vậy các em hãy cho thầy cô biết sự tương phản giữa hai nhân vật Don Quixote và Sancho Panza, hãy nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật tương phản ấy. Các em cũng dễ dàng nhận ra được phải không nào? Don Quixote là một người có lý tưởng sống tốt đẹp, nhưng hành động lại điên rồ, dẫn đến nực cười, vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng thương. Còn Sancho Panza thì sao? Ông tỉnh táo nhưng lại quá chú trọng đến quyền lợi hưởng thụ cá nhân mà trở nên tầm thường. Các em thấy tác dụng của nghệ thuật tương phản để làm bật lên được tính cách của nhân vật, từ đó giúp cho chúng ta hiểu được thông điệp mà nhà văn muốn gửi gắm. Các em thân mến, nói đến nước Mỹ, mọi người đều nghĩ ngay đến một thiên đường. Thế nhưng ở bất cứ nơi nào trên trái đất này đều cũng có những mảnh đời bất hạnh. Chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng của O. Henry là một câu chuyện cảm động về tình yêu thương cao cả giữa những con người nghèo khổ với nhau. Đoạn trích chúng ta học hôm nay sẽ giúp cho các em hiểu rõ hơn về điều đó. Các em nhớ ghi bài thật đầy đủ nhé. Tiết 29 và 30, văn bản Chiếc Lá Cuối Cùng của O. Henry. Đầu tiên, thầy trò chúng ta hãy cùng nhau đi vào phần 1 La Mã. Về phần tác giả, các em hãy chú ý đến những ý chính sau đây. Tác giả là O. Henry, ông sinh năm 1862 và mất năm 1910. Đây là một nhà văn người Mỹ, ông nổi tiếng chuyên viết về truyện ngắn. Về phong cách sáng tác của ông, thường những cái tác phẩm thường toát lên được sự nhẹ nhàng và tràn đầy tinh thần nhân đạo cao cả. Về phần tác phẩm thì đoạn trích Chiếc Lá Cuối Cùng này được trích từ phần cuối của truyện ngắn cùng tên của ông. Bây giờ chúng ta chú ý cái phần hướng dẫn đọc. Khi trong quá trình các em đọc, các em cần phân biệt lời kể tả của tác giả với những câu đoạn đặt trong dấu ngoặc kép. Các em cũng phải chú ý đoạn cuối khi Siêu kể về cái chết của cụ Berman. Các em cần phải đọc với một cái giọng rất là cảm động và nghẹn ngào vì xúc động. Vì thời gian có hạn cho nên thầy sẽ đọc cho các em nghe đoạn đầu tiên, sau đó các em hãy đọc thầm phần còn lại. Các em chú ý nhé. Khi hai người lên trên gác thì John C. đang ngủ. Siêu kéo tấm mành mành xuống che kín cửa sổ và ra hiệu cho cụ Berman sang buồng bên cạnh. Sang đến nơi, họ sợ sệt ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn cây thường xuân, rồi họ nhìn nhau một lát chẳng nói năng gì. Một cơn mưa lạnh lẽo dai dẳng vẫn đang rơi, lẫn cùng với tuyết. Cụ Berman mặc chiếc áo sơ mi cũ màu xanh, ngồi đóng vai một tay thợ mỏ già trên cái ấm đun nước lật úp giả làm tảng đá. Sáng hôm sau, Siêu tỉnh dậy sau khi chợp mắt được một tiếng đồng hồ thì thấy John C. đang mở to cặp mắt thẫn thờ, nhìn tấm mành mành màu xanh đã kéo xuống. Kéo nó lên, em muốn nhìn, cô thều thào ra lệnh. Siêu làm theo một cách chán nản. Nhưng ô kìa, sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phủ vàng kéo dài suốt cả một đêm, tưởng chừng như không bao giờ dứt, vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trên bức tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây, ở gần cuốn lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa, chiếc lá vẫn dũng cảm treo bám vào cành cách mặt đất chừng 20 bộ. Đó là chiếc lá cuối cùng, John C. nói. Em cứ tưởng là nhất định trong đêm vừa qua nó đã rụng. Em nghe thấy gió thổi, hôm nay nó sẽ rụng thôi và cùng lúc đó thì em sẽ chết. Em thân yêu, Siêu nói cúi khuôn mặt hốc hác xuống gần gối. Em hãy nghĩ đến chị, nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa, chị sẽ làm gì đây? Nhưng John C. không trả lời. Cái cô đơn nhất trong khắp thế gian là một tâm hồn đang chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình. Khi những dây ràng buộc cô với tình bạn và với thế giới cứ lơi lỏng dần từng sợi một, ý nghĩ kỳ quặc ấy hình như đang choáng lấy tâm trí cô mạnh mẽ hơn. Ngày hôm đó trôi qua và ngay cả trong ánh hoàng hôn, họ vẫn còn có thể trông thấy chiếc lá thường xuân đơn độc níu vào cái cuốn của nó trên tường. Thế rồi cùng với màn đêm buông xuống, gió bất lại ào ào, trong khi mưa vẫn đập mạnh vào cửa sổ và rơi lợp đợp xuống đất từ mái hiên thấp kiểu Hà Lan.
Thầy vừa đọc cho kem cái phần đầu tiên của tác phẩm, kem nhớ đọc thầm, và sau khi chúng ta đọc xong, chúng ta dễ dàng nhận ra được bố cục của bài. Bố cục của đoạn trích này gồm có 3 phần. Phần 1 là từ đầu đến thập kiểu Hà Lan, nội dung chính đó là John C. đang đợi chờ cái chết. Phần 2 đó là tiếp theo cho đến vịnh Naples, đây là John C. đã vượt qua được cái chết. Và phần 3 là phần còn lại, bí mật của chiếc lá cuối cùng. Sau khi chúng ta đọc xong đoạn trích thì các em cũng có thể dễ dàng nhận ra được cái phương thức biểu đạt của bài, đó là tự sự có kết hợp với miêu tả và biểu cảm. Các em nhớ ghi bài thật đầy đủ nhé. Sau khi chúng ta đọc xong văn bản, chúng ta có thể tóm tắt lại chuyện dựa vào các sự việc chính sau đây. Có 4 sự việc chính. Sự việc thứ nhất đó là John C. là một họa sĩ trẻ, bệnh tật tuyệt vọng, cố gắng sự sống của mình vào chiếc lá cuối cùng. Sự việc thứ hai đó là Siêu tâm sự với cụ Berman về điều này, hai người rất lo lắng. Sự việc thứ ba là sau một đêm mưa gió và cả ngày hôm sau, điều bất ngờ là chiếc lá không rụng. Và sự việc thứ tư đó là John C. đã sống, còn cụ Berman đã chết vì bệnh xương phổi. Các em có thể tham khảo cái phần tóm tắt truyện trên màn hình, nhưng mỗi em cũng có thể dựa vào 4 cái sự việc mà thầy Phi gợi ý, các em cũng có thể có những cái phần tóm tắt của riêng mình. Các em thân mến, thời gian diễn ra câu chuyện chỉ trong vòng có 2 ngày, ngắn ngủi nhưng đã có biết bao biến cố xảy ra rất là bất ngờ. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu phần Hai La Mã, đọc tìm hiểu văn bản. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về diễn biến tâm trạng của nhân vật John C. Các em đã đọc đoạn trích thì các em thấy John C. Trong đoạn trích trong một cái tình trạng như thế nào, và cô đã có những suy nghĩ gì lúc đó? Thì chúng ta dễ dàng nhận ra là John C. là một cái họa sĩ nghèo, cô đang mắc một cái căn bệnh đó là xương phổi, và cô có một cái suy nghĩ rất là kỳ quặc, đó là chiếc lá cuối cùng rụng thì em sẽ chết. Và lúc nào cô cũng trong một cái tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến đi xa xôi bí ẩn. Chúng ta thấy John C. là một cái cô gái trẻ, bệnh tật và nghèo túng đã khiến cho cô cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Cô đã gắn kéo dài sự sống của mình với những chiếc lá rụng trên cây thường xuân. Đó là một cái suy nghĩ xuất hiện từ một cái cô gái yếu đuối, ít có nghị lực, vừa đáng trách nhưng cũng rất đáng thương. Phía tây Washington trắng lệ, có phố nhỏ của những người nghệ sĩ gặp gỡ nhau trong kiếp sống cơ hàn. Khi thu tàn, tuyết lạnh, gió đông sang, gã viêm phổi ngênh ngang gieo giông tố, và nàng John C. đâu phải là đối thủ, nên âm thầm mang thất vọng trong tim. Dây thường xuân trơ trọi đứng im lìm, buông từng chiếc lá vàng ngoài cửa sổ. Vậy theo các em, nguyên nhân nào đã làm thay đổi cái suy nghĩ của John C.? Chúng ta có thể thấy là trước đây John C. chờ chiếc lá cuối cùng rụng thì cô sẽ chết. Nhưng qua một đêm mưa gió bão bùng, chiếc lá già nua vẫn dũng cảm bám vào thân cây mẹ. Cô nhận ra rằng trong chiếc lá mỏng manh kia có một cái sức sống thật mãnh liệt, bền bỉ. Điều đó đã kích thích tình yêu sự sống của John C. Chiếc lá cuối cùng không rụng có nghĩa là cô sẽ sống. Như vậy, sự gan góc của chiếc lá đã giúp cho cô thức tỉnh, đã giúp cho cô hồi sinh. Cái nhu cầu được sống và tình yêu hội họa của cô đã được trở lại. Các em ghi bài vào trong vở nhé. Để sáng mai siêu kéo bức mạnh lên, chiếc lá ú vàng vẫn còn nguyên ở đó, dũng cảm gan lì bám lấy thân cây, bởi sự sống 1000 lần đáng quý. Nhìn chiếc lá, John C. thầm nghĩ, tuổi xuân còn dài sao nở vội buông xuôi, em thật tệ, muốn chết là có tội, chiếc lá cho em yêu cuộc sống trên đời. Các em thấy nhưng cũng thật là may mắn cho John C. Trong lúc bệnh tật và tuyệt vọng, cô đã có những cái người bạn ở kề bên động viên an ủi mình, người đó chính là Siêu. Bây giờ các em hãy tìm giùm thầy cô những cái chi tiết nào thể hiện cái tình cảm của Siêu dành cho John C.
chúng ta thấy được trong bài đó là Siêu đã chăm sóc cho John C rất là chu đáo, nào là nấu cháo nè, pha sữa, mời bác sĩ. Mỗi lần mà John C kêu kéo tấm màn lên thì cô sợ sệt và cô làm theo một cách rất là chán nản, và cô thường xuyên động viên John C. Đặc biệt trong đó có một cái câu mà khiến cho chúng ta rất là xúc động, đó chính là: em hãy nghĩ đến chị, nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa, chị sẽ làm gì đây? Từ đó chúng ta thấy Siêu là một cái người bạn, một cái người chị giàu lòng yêu thương, thật đáng cho chúng ta trân trọng và noi theo. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một cái nhân vật rất là hay và quan trọng, đó chính là nhân vật Cooperman và kiệt tác của ông. Bây giờ các em hãy nhìn lại trong đoạn trích, hãy giới thiệu cho thầy và các cô biết những cái nét sơ nét về cụ Berman. Cụ Berman từ trước đến nay là một cái người thất bại trong nghệ thuật. Cụ chờ đợi vẽ một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được, và cụ đã tìm đến men rượu để quên đi những cái nỗi buồn đó. Tuy bề ngoài cụ là một cái người ít nói, tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong cụ là một cái người giàu lòng nhân ái, và điều đó được thể hiện rất rõ trong mục đích và của cụ khi vẽ chiếc lá. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái mục đích và hoàn cảnh của cụ Berman khi vẽ chiếc lá. Các em có thể thấy là mục đích của cụ vẽ đó là đem lại niềm tin cho John C, mong cứu sống được cô khi thấy cô có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Còn hoàn cảnh của cụ vẽ đó là cụ vẽ một cách rất là âm thầm, bí mật trong đêm mưa tuyết lạnh buốt mà chính Siêu cũng không hề biết trước được điều đó. Và hậu quả đó là cụ đã chết vì bệnh sưng phổi. Từ cái hành động này cho chúng ta biết được cụ là một cái con người giàu đức hy dĩ, hy sinh cao cả và sống nhân ái. Một câu hỏi được đặt ra dành cho các em đó là: theo em, vì sao chiếc lá cuối cùng cụ Berman vẽ là một kiệt tác? Thì chúng ta suy ngẫm và thấy rằng vì chiếc lá này nó sinh động giống như thật. John C. là một họa sĩ mà cũng không nhận ra được chiếc lá này đã tạo ra được sức mạnh khơi dậy sự sống trong tâm hồn của con người, đã cứu sống một con người. Và chiếc lá này nó được vẽ bởi một cái người họa sĩ lao động quên mình vì người khác. Như vậy, từ cái sự việc này chúng ta có thể khẳng định một cái chân lý: để một cái bức tranh trở thành kiệt tác thì nó phải sao kem, nó phải đẹp, nó phải giống thật, nó phải sinh động, và đặc biệt là nó phải được vẽ bởi một cái người họa sĩ phải biết quên mình vì nghệ thuật, phải tạo ra được một cái sản phẩm có giá trị chân chính vì cuộc sống của con người. Kem tiếp tục ghi bài vào. Các em chú ý câu hỏi: theo em, nếu Siêu biết trước việc cụ Berman vẽ chiếc lá, câu chuyện còn hấp dẫn hay không? Chắc chắn là không rồi, đúng không các em? Nếu như Siêu biết trước ý định của cụ Berman thì chuyện sẽ kém hay đi, vì Siêu không bị bất ngờ và người đọc cũng không được chứng kiến và thấu hiểu được cái tâm trạng lo lắng thấm đượm tình người của cô, đặc biệt trong phần cuối. Nghệ thuật của truyện đó chính là cái yếu tố bất ngờ. Nghệ thuật, các em thấy trong bài này thì ngoài cái yếu tố bất ngờ ra thì hãy chỉ ra cái biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong tác phẩm và tác dụng của nó. Thì chúng ta thấy đó chính là cái nghệ thuật đảo ngược tình huống truyện hai lần trong bài. Đầu tiên thì các em thấy John C, một cái cô bé bị bệnh sưng phổi, ốm nặng và tuyệt vọng muốn chết. Các em thấy là nhờ sự gan góc của chiếc lá ở trên tường, cô đã tìm lại được hy vọng, nghị lực sống trở lại và rất là yêu đời. Còn cụ Berman thì các em thấy là cụ đang khỏe mạnh, nhưng mà khi cụ vẽ chiếc lá để cứu sống John C, thì cuối cùng cụ đã bị sưng phổi và qua đời. Cái tác dụng của hai lần đảo ngược tình huống truyện này đó chính là nó gây hứng thú cho người đọc và nó tạo được cái sự rung cảm cho bạn đọc. Thông qua đoạn trích mà các em vừa tìm hiểu thì chúng ta đã nhận ra được cái thông điệp gì mà tác giả muốn gửi gắm. Chúng ta nhận ra được một cái thông điệp rất là nhân văn, đó chính là
nghệ thuật phải hy sinh vì cuộc sống của con người, và thông điệp nghệ thuật ở đây là nghệ thuật vì nhân sinh, phải bám vào cuộc đời vì con người mà phụng sự, và nghệ sĩ đích thực là phải biết quan tâm đến cuộc sống của con người. Bây giờ các em tiếp tục ghi bài vào trong vở của mình nhé. Sau đây các em hãy theo dõi một sơ đồ tư duy để cùng chúng ta cùng nhau củng cố lại cái hệ thống bài học các em nhé. Các em có thể chụp lại màn hình sơ đồ tư duy này. Các em theo dõi. Tác giả là O. Henry. John C. là một họa sĩ nghèo sống trong một căn hộ thuê bị viêm phổi. Tâm trạng cô tuyệt vọng, tin rằng khi nào chiếc lá cuối cùng của cây thường xuân rụng thì mình sẽ chết. Và khi chiếc lá không rụng, cô có một cái khát vọng sống trở lại, yêu bạn, yêu nghề, vượt qua được cái chết. Còn cụ Berman thì là một họa sĩ nghèo, cũng đã 60 tuổi, suốt 40 năm cuộc đời cụ chưa vẽ được một kiệt tác nào. Cụ lo cho tính mạng của John C, bí mật vẽ chiếc lá trong đêm mưa tuyết, và thế là cụ đã bị sưng phổi và qua đời sau 2 ngày. Cụ là một cái con người có lòng nhân ái bao la, sẵn sàng hy sinh thân mình để giúp đỡ người khác. Từ đó chúng ta thấy đây là một cái tác phẩm mà nó gửi đến cho chúng ta một cái giá trị nhân văn, đó là tình cảm giữa con người cùng khổ với nhau, và đặc biệt đó là đề cao một cái giá trị nghệ thuật chân chính, phải vì cuộc sống của con người. Và đặc biệt cái nghệ thuật hay của bài đó là nghệ thuật đảo ngược tình huống hai lần. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thấy được nhân vật Siêu, một cái cô bạn cũng là một cái họa sĩ nghèo, nhưng mà cô biết vượt lên trên cả tình ruột thịt để dành hết những cái sự quan tâm, lo lắng, động viên dành cho Son Si, từ đó cho chúng ta được một cái thông điệp, đó là chúng ta phải biết yêu thương những người bất hạnh xung quanh mình, đặc biệt với những người cùng khổ với nhau. Các em học sinh khối 8 thân mến, thầy vừa cùng với các em đi tìm hiểu đoạn trích chiếc lá cuối cùng của nhà văn O. Henry. Sau đây là phần hướng dẫn về nhà, các em nhớ thực hiện đầy đủ nhé. Đầu tiên là các em hãy viết cho thầy cô một cái đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu, nêu cảm nhận của em về kiệt tác của cụ Berman. Và sau đó thì các em ở nhà, các em hãy tự đọc tác phẩm Hai cây phong của nhà văn Imhotep. Tiết học của chúng ta đã kết thúc. Thầy chúc các em và gia đình có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Thầy chào tạm biệt các em.